Chương 81 Kim Thiền Thoát Xác phần 1. Ta đây là thu nhận nhân tình của Lê đại sư, tiểu tử ghi nhớ trong lòng. Diệp Thần nói cung kính nhận lấy đan dược này, trong lòng cuồng loạn. Nhiều đan dược như vậy có thể làm cho thực lực Diệp gia tăng một cái tầng thứ, nhất là 5 miếng địa huyền đan. Nghe được lời của Diệp Thần, khóe miệng Lê Hủ khẽ mỉm. Có những lời này của Diệp Thần, những đan dược này của hắn không coi là tặng không. Tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, tổ tôn hai người tiếp tục lưu lại. Vân Gia Bảo có thể gặp phải nguy hiểm. Qua một canh giờ nữa, ta phải mấy người đưa bọn người ra khỏi Vân Gia Bảo. Chuyện về sau các người liền tự mình xử lý à? Đa tạ Lê đại sư. Diệp Thần vội vàng nói cảm ơn. Lê Hủ phái người đưa bọn họ ra ngoài, cũng làm bọn hắn vào thúc công, ít đi không ít phiền toái. Diệp Thương Huyền ứng phó một đám tộc trưởng bảo chủ một chút, muốn mời những tộc trưởng bảo chủ này hai ngày sau tới Diệp Gia Bảo làm khách. Những tộc trưởng bảo chủ này rối rít đáp ứng. Lát sau Lê đại sư đem tin tức tiến cử Diệp Thần cho Hiên Giật Dược Tôn cùng với Lê đại sư Thánh sư huynh đệ nhanh chóng chuyển ra. Mọi người ngạc nhiên, bọn họ nguyên tưởng rằng Lê đại sư sẽ đem Diệp Thần thu làm đệ tử, không nghĩ tới tiến cử cho Hiên Giật Dược Tôn, do Hiên Giật Dược Tôn tự mình dạy. Tin tức này vừa ra, Diệp Thần trong suy nghĩ mọi người địa vị chợt cao thêm mấy phần. Trở thành đệ tử Hiên Giật Dược Tôn trong thời gian ngắn, mặc dù không có thành tựu gì, địa vị tương đối là tôn sùng. Nghe nói đệ tử của Hiên Giật Dược Tôn mỗi ngày có thể dẫn tới đại lượng đan dược cấp cao, tùy tiện lấy ra một cái viên đan dược cũng không phải là bọn họ có thể ở trong gia tộc Đông Lâm quận mua được. Lên Vân Thập Bát Bảo tỷ võ đại hội tới, nội dung chân chính đã kết thúc. Ngày mai còn có một cái tiết mục, nghe nói là Vân Dịch Sương từ Đông Lâm quận mua một chút vũ nữ trở lại, để cho đông đảo bảo chủ tộc trưởng có thể ở Vân Gia Bảo tận tình sung sướng. Bất quá bây giờ, một đám bảo chủ, các tộc trưởng Đông Lâm quận không dám cùng với Vân Gia Bảo quấy chung một chỗ, mọi người rối rít cáo từ rời. Vân Dịch Dương ảo lão vạn vân từ Vân Gia Bảo leo tới Đông Lâm quận vương, trông coi Đông Lâm quận vương mua bán huyền thiết tới nay, người tới trời Vân Gia Bảo đếm không hết. Những bảo chủ tộc trưởng kia đối với hắn là khách khách khí khí. Vân Dịch Dương hắn không có gặp quà vắng vẻ thế này bao giờ. Một bước sai cả bàn đều thua, bàn độc liền giết chết tên oắt con Diệp Tân này, không để cho hắn cùng với Lê Hủ chạm mặt. Vân Dịch Sương vuốt mi tâm, hiện tại hối hận quá muộn. Ván cục này thật để cho người ta đau đầu. Diệp Gia Bảo nhất định phải diệt, chẳng qua hắn lại không thể tự thân động thủ. Bảo chủ không trông thấy Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần kia. Một tộc nhân Vân Gia Bảo vội vàng chạy tới. Không phải cho các người dán mắt nhìn Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần sao? Hai cái người sống sao có thể không thấy tăm hơi? Vân Dịch Sương đập bàn dựng nên tức giận nói. Trong lòng tộc nhân Vân Gia Bảo đều là kêu khổ không thôi. Cho dù Vân Gia Bảo giống như là thùng sắt giang sơn, nhưng hai người Diệp Tương Huyền cùng Diệp Thần, một người là cửu cấp cao thủ, một người là cấp 8 đỉnh phong, bọn hắn thế nào mà trông được? Thật là buồn bực nói. Hai người Diệp Tương Huyền vừa vào Đông Hiên, chúng ta không dám vào, chỉ có thể ở phía ngoài Đông Hiên ngó chừng, trái chờ phải đợi, không có trông thấy người ra ngoài. Sau đó giật đồng của Lê đại sư đi ra ngoài, lại nói bọn Diệp Tương Huyền đã đi. Lê Hủ lại là Lê Hủ. Vân Dịch Sương tức giận một trưởng vỗ vào bàn, vừa nghĩ tới thân phận Lê Hủ hắn có nhiều tức giận hơn, cũng chỉ có thể hướng trong bụng luốt xuống. Vân Dịch Sương có chút chán nản. Là Lê Hủ phái người đem Diệp Thương Huyền cùng với Diệp Thận đưa ra Vân Gia Bảo. Lê Hủ cũng không phải là người độc thân tới, bên cạnh có ba cái cấp 9 trung kỳ cao thủ, muốn đưa hai người đi ra ngoài quá dễ dàng. Vân Dịch Sương muốn ngăn cản cũng không được. Ở trong đại sảnh dạo bước, trong ánh mắt Vân Dịch Sương một mảnh lạnh lẽo. Diệp Gia Bảo hẳn là lấy được hai quả địa huyền đan. Địa huyền đan vật này không phải chuyện đùa, bây giờ bán cục này chỉ có thể cá chết lưới rách. Hắn còn phải lưu lại ứng phó Lê Hủ. Mấy bảo chủ Liên Vân Thập Bát Bảo vốn là dựa vào hắn, hiện tại là quăng hướng Diệp Gia Bảo, hắn là sai khiến bất động, chỉ có thể gửi hy vọng ở cao thủ Đông Lâm quận vương Ngưu lão nhị. Vân Dịch Huyền nơi đó không biết tình huống thế nào, trong lòng hắn không khỏi nôn nóng. Rừng trúc trùng trùng điệp điệp không dứt, địa thế tương đối bằng phẳng. Diệp lão bảo chủ, nơi này cách Diệp Gia Bảo không xa, người Vân Gia Bảo không đuổi tới nữa, chúng ta từ biệt. Lê Hủ phái hai cấp 9 cao thủ một đường đem Diệp Thương Huyền cùng với Diệp Thận hộ tống tới đây. Nhị vị mời về, thầy ta hướng Lê đại sư nói lời cảm ơn. Diệp Thương Huyền ôm quyền cảm kích nói, nhất định. Nhị vị một đường cẩn thận. Hai cái cấp 9 cao thủ kia cùng thành nói tung người rời đi. Diệp Thương Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thận bên cạnh, lòng tự hào nghĩ, Lê Hủ này tương đối coi trọng thần nhi. Nghĩ tới Vân Gia Bảo phát sinh đủ loại, hắn nhất thời cảm thấy hãnh diệt. 900 năm qua Diệp Gia Bảo vẫn là bị Vân Gia Bảo áp sát xít sao. Lúc nghèo túng thiếu chút nữa bị khu trục khỏi Liên Vân Thập Bát Bảo, chưa từng nghĩ tới
30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hôm nay tới phiên Diệp Thương Huyền hắn ở Vân Gia Bảo diễu võ ra ngoài. Thần Nhi, trước khi chuẩn bị đi, Lê Đại Sư có từng cùng ngươi nói gì không? Diệp Thương Huyền nhìn Diệp Thần hỏi. Hắn nói chờ khi chúng ta chấm dứt chuyện, liền phái người tới đón chúng ta đi đế đô, đoán chừng lựa làm sao, hắn lại cho ta một chút đan dược. Diệp Thần nói trong túi càn khôn của hắn đựng không ít đan dược. Những đan dược này đối với hắn mà nói, mặc dù không tác dụng nhưng đối với gia tộc mà nói là đại trọng nghĩa. Là hai quả địa huyền đan kia. Diệp Thương Huyền khẽ mỉm cười nói, một quả địa huyền đan có thể giúp hắn tấn cấp cấp 9 đỉnh phong, một viên khác cho phụ thân Diệp Chiến Thiên. Đợi một đoạn thời gian Diệp Chiến Thiên cũng cấp 9 đỉnh phong, thực lực gia tộc có thể tăng một cách bậc thang. Đây chính là địa huyền đan a. Lúc mấy ngày trước hắn không tưởng tượng nổi mình có thể hưởng thụ đan dược cao cấp thế này. Đây đều hết thảy là Thần Nhi mang tới. Hắn còn cho ta một chút đan dược khác. Diệp Thần mỉm cười, trong túi càn khôn của hắn không dừng ở hai quả địa huyền đan a. Chương 82 Kim Thiền thoát soát phần 2. Trừ hai quả địa huyền đan kia, Lê Hủ lại còn cho người đan dược khác. Diệp Tư Nguyện sửng sốt một chút, lòng có một loại kích động không thôi. Không biết Lê Hủ cho đan dược gì. Hắn tổng cộng cho 5 viên địa huyền đan, 2 viên tẩy tùy đan, 12 viên đôi huyền đan, 20 viên ngừng khí đan. Diệp Thần cười hắc hắc. Diệp Tư Nguyện ngơ ngác nhìn Diệp Thần, đầu đã là trống rỗng. Ngừng khí đan thì thôi, trước đây duy nhất thấy 53 viên. Ngừng khí đan đã coi như là có chút quen mắt, nhưng mà thấy mấy viên đan dược còn lại hắn có chút phát mộng. Lôi huyền đan so sánh với địa huyền đan kém một chút, nhưng đối với Đông Lâm quận, một cái đám gia tộc mà nói, cũng là thứ tốt nhất có thể ngộ không thể cầu. Đối với lôi hệ công pháp có chút ít, mấu chốt chính là còn có 5 viên địa huyền đan cùng 2 viên tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan có thể vì gia tộc sáng tạo ra hai cao thủ trẻ tuổi thiên phú chắc tuyệt. 5 viên địa huyền đan có thể cho 2 tháng tạo lên 2 cấp 9 đỉnh phong và cấp 9 trung kỳ cao thủ. Hồi lâu Diệp Thương Huyền mới bình phục tâm tình kích động cười khổ. Chúng ta những tiểu gia tộc thâm sơn cùng cốc này cùng hiền giật dược tôn môn hạ không thể so sánh. Thúc công, chúng ta về Diệp Gia Bảo trước đã. Diệp Thần gấp gáp nghĩ muốn về. Ân, hai người lướt gấp. Càng là tới gần Diệp Gia Bảo, lòng bọn họ càng kích động, khẩn cấp muốn đem tin vui nói cho tộc nhân. Diệp Gia Bảo giữa trưa sáng rực, càng phát ra nóng bỏng. Trong ngoài Diệp Gia Bảo đều là nghiêm mật cảnh giới, bây giờ đang ở thời kỳ nhạy cảm chuyện quan hệ gia tộc tôn phong. Đám người Diệp Chiến Thiên không dám một cái tia lười biếng xung quanh dò xét, không biết Lục Túc cùng Tần Nhi khi nào về. Bộ dáng Diệp Chiến Long có chút nôn nóng. Diệp Thương Nguyện cùng Diệp Thần bây giờ là thần trong hang hổ, yên tâm đi, Lục Túc đã là cấp 9 trung kỳ, chỉ cần không phải là Vân Dịch Dương tự thân động thủ, người bình thường không làm được gì hắn. Nhưng mà Vân Gia Bảo nành vuốt đông đảo, nếu như 5-6 người vây công Lục Túc thì biển toái. Mọi người muốn không lo lắng là giả dối, bọn hắn bây giờ chỉ có thể kiên nhẫn đợi. Đúng lúc này chuông báo động Diệp Gia bỗng vang đương đương, thanh âm thanh thúy truyền khắp cả Diệp Gia Bảo. Đám người Diệp Chiến Thiên sắc mặt biến sắc, có địch tập kích. Vừa dứt, mấy cái thân ảnh xông vào Diệp Gia Bảo, người dẫn đầu chính là Vân Dịch Huyền. Bên trong Diệp Gia Bảo vô luận nam nữ giết không tha. Vân Dịch Huyền quát lên, vẻ mặt dữ tợn, hữu trưởng thiên gương thủ vũ kỹ vừa ra, thình lình một tiếng đem một cái Diệp gia tộc nhân đánh bay ra ngoài, trước phá tan phòng thủ bọn họ. Mười mấy thân ảnh chia nhau về phía các đầu tường của Diệp Gia Bảo. Vân Dịch Huyền, Diệp Gia Bảo các người địa phương can sỡ. Diệp Chiến Thiên thấy Vân Dịch Huyền hẳn là muốn ở bên trong Diệp Gia Bảo đại khai sát giới, hắn tức giận không dứt, tung người nhảy xuống, kẹp lấy khí thế bén nhọn hướng Vân Dịch Huyền chạy tới. Trên người lội lên màu vàng nhàn nhạt, chỉ một gặp mặt hắn liền dùng tới nguyên lôi thân thể. Vân Dịch Huyền kia không cam chịu ưu thế, khởi động chính là chính dương thiên cương, xương trưởng nghênh nón, thình thịch tiếng nổ vang, cát bay đá chạy, mặt đất ra một cái lãnh rãnh to. Cấp 9 cao thủ ở giữa đấu không thể không kinh người. Vân Dịch Huyền kia đạp lùi vài bước, khí huyết cuộn cuộn, trong lòng kinh hãi. Diệp Chiến Thiên này mới tấn cấp cấp 9 bao lâu, thực lực lại vững vàng áp quán một đầu, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Chiến Thiên, hôm nay ta muốn bên trong Diệp Gia Bảo đại khai sát giới. Diệp Gia Bảo một người đừng muốn sống, ta mang theo một cái cấp 9 cao thủ, 9 cấp 8 cao thủ tới đây, cho dù ngươi dựa vào hiểm yếu chống lại cũng là vô ích, vẫn là biết điều chịu trói. Vân Dịch Huyền cười hà. Lòng Diệp Chiến Thiên căng thẳng, không nghĩ tới Vân Dịch Huyền mang nhiều cao thủ tới đây như vậy, Lục Thúc không sớm trở lại, Diệp Gia Bảo chỉ sợ muốn hủy trong chốc lát. Người đừng có hy vọng người tới cứu các ngươi, Diệp Tương Huyền cùng con người Diệp Thần đã chết ở Vân Gia Bảo. Vân Dịch Huyền càng sỡ lớn tiếng nói. Sắc mặt Diệp Chiến Thiên trắng nhợt suýt không đứng vững. Lục Túc cùng Tần Nhi đã chết,
Thần nhìn trẻ như vậy có tiền đồ thật tốt, làm sao? Diệp Chiến Thiên không khỏi bi từ từ đó tâm như cho tàn. Thừa dịp Diệp Chiến Thiên thất thần, Vân Dịch Quyển vung tay thiên cương thủ hướng đầu Diệp Chiến Thiên vồ tới. Hôm nay Diệp gia cho dù muốn diệt tộc cũng phải kéo các người đám tiểu nhân chôn cùng báo thù thần nhi. Diệp Chiến Thiên chợt ngẩng đầu, hai mắt đầy tia máu, đem huyền khí toàn thân vận chuyển, bỗng nhiên một cái cỗ khí thế mạnh mẽ hơn quét ngang toàn thân ra thịt các nơi, phát ra trận tiếng sấm. Trên người Diệp Chiến Thiên phát ra khí thế kinh khủng như thế. Vân Dịch Quyển muốn mượn chuyện Diệp Thương Huyền cùng Winston chết đi đả kích Diệp Chiến Thiên, không nghĩ đem Diệp Chiến Thiên chọc giận. Thiên cường thủ của hắn không có chạm tới thân thể của Diệp Chiến Thiên, một quyền của Diệp Chiến Thiên liền hoành tạo tới, thình thịch cường khí cường đại đụng vào người Vân Dịch Quyền, làm Vân Dịch Quyền thối lùi mấy trượng. Diệp Chiến Thiên không dừng lại chốc lát, một cái âm lôi chảo hướng Vân Dịch Quyền bắt xuống. Ngưu lão nhị, mau tới bên này hỗ trợ, chúng ta cùng hợp lực giết chết Diệp Chiến Thiên. Vân Dịch Quyền phía dưới khí thế của Diệp Chiến Thiên lập tức bại lui. Vân Dịch Quyền, người càng sống lâu thật kém, ngay cả một người mới tấn cấp cấp 9 không bao lâu đánh cũng không lại. Lời xa một tráng hán vũ lưu tình trùy khổng lồ đang đuổi giết tới đám người Diệp Chiến Long. Nghe Vân Dịch Quyền kêu cứu, thân thể nhảy ra, thân thể to lớn như là báo bắn tới, lưu tình chỉ trong tay mãnh niệm đập phá xuống. Hai cấp 9 cao thủ vây công Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Thiên nhất thời cảm thấy áp lực cực lớn. Mặt khác đám người Diệp Chiến Long rối rít nghênh chiến cấp 8 cao thủ mà Vân Dịch Quyền mang tới. Trong gia tộc cao thủ chữ chiến tất cả gia nhập chiến đoàn, đám người Diệp Chiến Long lo lắng hướng Diệp Chiến Thiên nhìn thoáng qua. Đại ca một người nghênh đón hai cao thủ cấp 9 thực lực tương đương, đoán chừng chống đỡ không được bao lâu, nhưng mà bọn hắn đã bị những cấp 8 cao thủ lẻ kéo, căn bản không thoát thân được. Vân Dịch Huyền mang người chứa cấp 9 cùng cấp 8 còn có cấp 7 đang đuổi giết một đám tiểu bối trong gia tộc. Tiểu bối Diệp gia bảo cao nhất mới là cấp 6, căn bản không phải đối thủ của cấp 7 cao thủ. 5-6 người vây công một cái còn bị đả thương rất nhiều. Chương 83, nguy cơ. Bằng thì không biết dùng bí pháp gì đem thực lực tăng tới cấp 7 đỉnh phong, nghênh chiến hai cấp 7 cao thủ. Nếu không Diệp gia tổn thất thảm trọng, còn lại thực lực kém hơn căn bản ngay cả tư cách tham chiến cũng không có, khí thế cùng cấp 9, cấp 8 cao thủ đụng ngay hận bay ra ngoài. Sư sư, từng đạo thế nỏ phòng thủ thành hướng đám Vân Dịch Thiên Huyền bắn tới. Bởi vì tràng diện vô cùng hỗn loạn, người của Diệp gia gia tộc trên tường thành lo lắng tổn thương người mình, thật không dám phòng thủ thành nổ, chỉ có thể nhìn một chút khe hở tác xạ. Thình thịch, Diệp Chiến Thiên bị Ngưu lão nhị đánh một búa, huyết khí cơ thể cuồn cuộn phun ra máu tươi. Diệp Chiến Thiên, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Vân Dịch Quyền thấy thế cười lạnh, lại càng bước ép sát. Hai mắt Diệp Chiến Thiên biến thành màu đen, nếu không phải là lôi đế quyết đầy đủ mạnh mẽ, hắn sớm chống đỡ không nổi. Mạnh mẽ vận chuyển huyền khí, gắt gao kéo Vân Dịch Quyền cùng Ngưu lão nhị nhìn bên trong bảo một đám tộc nhân đẫm máu chiến đấu. Hắn biết hắn không thể ngã, nếu như ngã Diệp sẽ bảo một trưởng chết chóc. Hắn là chiến thần gia tộc, lục thúc đã chết, vậy chỉ còn hắn, chỉ có hắn mới có thể mang tộc nhân sống sót. Ngay cả tàn xương nát thịt cũng phải chạy được các tộc nhân cho toàn, nếu không mặt mũi gì gặp Diệp gia liệt tổ liệt tông. Diệp Chiến Thiên mạnh mẽ thúc giục huyền khí trong cơ thể, không kịp xoa dịu những huyền khí này đối với thân thể tạo thành thương tổn, thân thể hơi cong giống như một đầu mãnh hổ bị thương. Ánh mắt vệ người ngó chừng Vân Dịch Quyền cùng Ngưu lão nhị dần tiến tới gần, lại còn không có chịu bó tay chịu trói, thật là có điểm cốt khí. Ngưu lão nhị nhìn thoáng qua Diệp Chiến Thiên, bất quá ở chiến trường lão tử giết người như ngoáy, có cốt khí cũng thấy rất nhiều, tất cả là bị lưu tinh chùy của lão tử đập thành thịt nát, xem người có thể đón ta một búa nữa hay không. Lưu tinh chùy gào thét lệnh xuống, Diệp Tương Huyền cùng với cả Diệp Thần đang chạy nhanh, lời xa như không truyền tới, mấy cái tiếng đường đường chuông báo động là phương hướng Diệp gia bảo truyền tới, lòng không khỏi rung minh. Thật nhì đây là chuông báo động của Diệp gia bảo, Diệp Tương Huyền lo lắng hô. Trong lòng Diệp Thần rung minh, đây là chuông báo động địch tập kích, chẳng lẽ Diệp gia bảo đã bị tập kích. Hai người chẳng quan tâm nói chuyện, sư sư hai đạo thân ảnh bắn nhanh về, đem tốc độ tăng tới cực hạn. Lòng Diệp Thần lo lắng, bên trong Diệp gia bảo chỉ có phụ thân một cách cấp 9. Trên đường Vân Dịch Quyền rời đi, bọn họ nói chuyện nhắc tới cái gì là Ngưu lão nhị có thể là một cái cấp 9 cao thủ. Nếu đối phương có hai cái cấp 9 cao thủ trở lên, cái kia Diệp gia bảo liền phiền toái. Hắn cho là Vân gia bảo không nhanh như vậy triệu tập đến nhân thủ đối phó Diệp gia bảo, ít nhất cũng là 1-2 ngày thời gian, không nghĩ động tác nhanh như vậy. Nơi này cách Diệp gia bảo cũng không xa, đem toàn lực mà nói, tất cả ở bên trong một khắc đồng hồ chạy tới, hy vọng có thể tới kịp. Lòng Diệp Thần vô cùng lo lắng. Thời điểm bọn hắn chạy như điên, trong rừng cây bên cạnh có ba thân ảnh hướng Diệp Tương Huyền cùng Diệp Thần vun vút tới. Thần hồn Diệp Thần quét qua gấp giọng nói,
thúc công ba cấp 9 sơ kỳ là người Vân Gia Bảo ngăn chặn chúng ta. Vân Dịch Sương làm sao triệu tập nhiều cao thủ như thế? Người trước hội báo ba người này sao cho ta, làm cho ta dụng bọn họ xong lập tức đi qua. Diệp Thương Huyền vội là quát khẽ một tiếng, lập tức vận chuyển lôi đế quyết bắn người dựng hướng ba cái cấp 9 sơ kỳ cao thủ xông tới. Diệp Thần cước bộ ngừng một chút, lấy thực lực thúc công đối phó ba cấp 9 sơ kỳ hẳn không có vấn đề, chẳng qua trong hoa lửa giờ sợ rằng khó giải quyết thắng bại. Bất kể như thế, thúc công tự bảo vệ không ngại. Thúc công cẩn thận lao về trước, hắn tung người lướt lên hướng Diệp Gia Bảo chạy như điên. Vân Gia Bảo lại là phái ba cấp 9 cao thủ lừa đường ngăn chặn bọn họ, không biết tuột cùng có bao nhiêu cao thủ bên trong Diệp Gia Bảo đến cùng là thế nào. Hướng mọi người mặt nhìn Diệp Gia Bảo đã là xa xa thấy bên trong Diệp Gia Bảo hỗn loạn một mảnh, trên mặt đất để lại mười mấy cỗ thi thể, tộc nhân bị thương không ít. Những cái Vân Gia Bảo này cũng chết hai người, ở dưới hai cái cấp 9 cao thủ bước ép sát, huyền khí cơ thể Diệp Chiến Thiên tiêu hao tổn không sai biệt lắm, đến đèn cạn dầu hết. Nhìn xung quanh tộc nhân bên trong bảo không khỏi bì tử, chẳng lẽ Diệp Gia Bảo thực sự muốn diệt tộc? Hắn giống giận một tiếng, đem tất cả huyền khí ngưng tụ tới tay phải, một quyền hướng Vân Dịch Huyền đánh ra, oanh một tiếng nổ tung. Vân Dịch Huyền bị đánh một quyền lảo đảo lùi lại mấy bước, may nhờ khí lực của Diệp Chiến Thiên sắp hao hết, nếu không một quyền này khẳng định để hắn bị thương nặng. Mắng một tiếng, ngoan cố chống cự, bản thân ta muốn nhìn người có thể chống cự bao lâu. Hắn đã là đèn cạn dầu rồi, giao cho ta, người đối phó người khác. Ngưu lão nhị âm thanh lãnh cười một tiếng nói. Diệp Chiến Thiên xuất ra một quyền này, một quyền khí cuối cùng đã là hao hết, miễn cưỡng vịn tường đứng vững, ngay cả tầm mắt mơ hồ nhìn Ngưu lão nhị dần dần tiến tới. Hiện tại hắn dù là muốn phản kích cũng là hữu tâm vô lực. Các tộc nhân tạm biệt, gặp lại sau. Diệp Chiến Thiên ta đi trước một bước. Diệp Chiến Thiên hò khan mấy tiếng, phun ra mấy ngụm máu tươi. Đại bá tiếp lấy. Cách đó không xa truyền đến cái tiếng quát thanh thúy là Diệp Nhu. Nàng thấy Diệp Chiến Thiên chống đỡ không nổi, lòng lo lắng, tay phải vừa động đem lấy một ngọc bài ném tới. Diệp Chiến Thiên miễn cưỡng đem ngọc bội đón trong tay, nhất thời cảm giác một cỗ huyền khí kỳ dị tiến vào thân thể mình, bảo vệ tâm mạch sắp vỡ vụn, vùng đan điền vậy mà ngưng tụ ra một cái tia huyền khí. Đồ cô làm kia có chút cổ quái, đoán chừng là một cái bảo bối. Thấy Diệp Chiến Thiên có chút biến hóa, ngừng lão nhị quát, Vân Dịch Quyền đi bắt cô làng kia, nhớ kỹ phải bắt sống, lão tử muốn chơi đùa một chút. Ngũ lão nhị nhìn sang Diệp Nhu, hắn nhiều năm qua theo phần quân phản loạn Thiên Vân vào đảo Gia Bắc, sau lại là đầu nhập dưới trướng Đồng Lâm quận vương, chính mình xây xong sơn trại, đoạt lấy không ít dân nữ, chưa thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Mặc dù là Vân Dịch Quyền đối với Ngưu lão nhị áo sắc có chút bất mãn, nhưng hắn vẫn đặt tung người hướng Diệp Nhu đuổi. Oanh! Diệp Chiến Thiên cùng Ngưu lão nhị vừa va chạm một trường, hai mắt tối sầm gần như muốn ngất. Cho dù có ngọc bội của Nhu Nhi cũng là vô lực hồi thiên. Lúc này Diệp Chiến Thiên ngay cả đứng vững cũng không vững, chứ nói chỉ là chống cự. Chương 84. Hùng nhân Ngưu lão nhị. Đi chết đi. Ngưu lão nhị nghe răng cười vung lên nưu truy hướng Diệp Chiến Thiên ném tới. Hắn tự hồ có thể tưởng tượng tình hình Diệp Chiến Thiên óc bắn tung tóe. Đại ca, Diệp Chiến Long bì thét một tiếng, muốn thoát khỏi địch nhân bên cạnh cứu Diệp Chiến Thiên nhưng không kịp. Sư, đúng lúc này một cái vật thể hắc sắc kẹp lấy khí thế bén nhọn hướng sau lưng Ngưu lão nhị bắn nhanh mà tới. Có ám khí, Ngưu lão nhị cảm giác sau lưng khác thường, lòng rung mình, hắn biết một chút ám khí lợi hại. Hắn gặp quả cấp 9 cao thủ không giải thích được chết dưới ám khí, nào dám khinh thường, vội vàng quay đầu. Phía bên phải là một vật thể hắc sắc hướng hắn bay nhanh tới, vung lên một trường. Trường khí của hắn ra xa quét trúng vật thể màu đen, còn tưởng có chuyện gì, chỉ oanh một tiếng, một cái cỗ kinh lực cường đại quét ngang tới, lửa cháy xém qua toàn thân. Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, khí huyết cuồn cuộn trên người truyền tới trận trận phòng, áo cũng là bị lám đen. Lòng hoảng sợ biến sắc, đầy đến cùng là cái gì ám khí, không kém hơn một kích toàn lực cấp 9 cao thủ. May mắn nhanh chóng quay đầu lại, không để cho cái kích toàn lực cấp 9 cao thủ đến gần mình, nếu không hậu quả không chịu nổi. Ngẩng đầu nhìn lại thấy một cái tường thành thân ảnh nhỏ chạy nhanh tới, đầu vai có một cái màu trắng hình như một cái yêu thú thỏ. Là thần nhi, thần nhi không chết. Diệp Chiến Thiên ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, dù tính cách hắn cương nghị không khỏi nước mắt trào. Là tộc trưởng. Một đám tộc nhân hưng phấn kích động. Ngưu lão nhị chấn định tâm thần, phát hiện tới đây chỉ là một cách hai từ choi choi, không có người khác theo lời tới. Trong lòng đại định, Diệp Thương Huyền kia hẳn là bị ba cấp 9 cao thủ bọn họ mai phục cản lại. Ám khí màu đen của tiểu tử này dù là lợi hại, chỉ cần không để cho ám khí gần người không có chuyện. Diệp Thần nhìn thoáng qua Diệp Chiến Thiên, mới vừa rồi lôi chấn tự lộ tung sinh ra sóng kích làn tràn tới gần phụ thân,
nhưng mà dưới tình thế cấp bách hắn không có phương pháp xử lý là tốt. May mà phụ thân chủ nhận đến liên lụy, nhưng phần nửa lực trúng kích vẫn bị Ngưu Lão Nhị chặn xuống, bị thương không nặng. Tiểu A Nhi, người này muốn chết. Ngưu Lão Nhị có chút kiêng kỵ lôi chấn tử của Diệp Thần, nhìn lướt qua Diệp Chiến Thiên một bên, Diệp Chiến Thiên một bên. Trong một canh giờ tuyệt đối không cách nào khôi phục, đã hoàn toàn không có lực chiến đấu. Hắn lo lắng nhìn lúc mình phần thần đối phó Diệp Chiến Thiên, Diệp Thần lại dùng lôi chiến tử, cho nên vùng lưu tinh trùy hướng Diệp Thần tiến lại gần. Vân Dịch Quyền đang truy kích Diệp Chiến, Diệp Tuyền lại thấy Diệp Thần lòng rung minh, tiểu tử này lại nhanh như vậy trở lại. May mà nhờ Diệp Thương Huyền chưa có về, xem ra ba cái cấp 9 cao thủ khác mai phục là đúng. Quát to một tiếng, Ngưu Lão Nhị, tiểu tử này có thực lực là cấp 8 đỉnh phong, cẩn thận một chút, không nên khinh địch. Nghe được Vân Dịch Quyền nói, Ngưu Lão Nhị ngẩn ra, tiểu tử trước mắt này nhiều lắm mới là 16-17 tuổi, lại có thực lực cấp 8 đỉnh phong, cũng không phải là đệ tử dòng chính đại gia tộc, điều này sao có thể? Bất quá Vân Dịch Quyền không cần thiết lừa hắn, hắn lộ ra vẻ cẩn thận hơn. Ngưu Lão Nhị so sánh với Diệp Thần cao hơn hai cái đầu, giống như là thiết tháp, trên người trần toàn là da thịt nhô ra, hiện một cái mảnh vết dài hẹp dữ tợn, toàn thân hiện ra đầy cường khí thuần khiết. Diệp Thần biết lấy thực lực của mình đối phó cấp 9 cao thủ quá miễn cưỡng, chỉ có thể toàn lực đánh một trận. Ali trên bảo vai Diệp Thần có chút nôn nóng, cùng Ali chung đụng lâu như vậy, mặc dù Ali không nói chuyện, nhưng Diệp Thần cùng Ali trong lúc có một cảm giác tâm linh tương thông, hắn rất nhanh hiểu ý tứ Ali. Ảo thuật Ali đối với cấp 9 cao thủ không có hiệu quả. Ảo thuật rốt cuộc tu luyện thế nào Diệp Thần không rõ, nhưng đẳng cấp càng cao thần trí càng mạnh, không dễ dàng bị ảo thuật khống chế. Ngưu Lão Nhị đi tới cách Diệp Thần còn mười mấy bước, đột nhiên dữ dội quát một tiếng, toàn thân lộ ra cỗ khí thế cường đại, lòng dòng sải bước, quỷ vũ lưu tinh trùy nhô lên đập xuống. Hắn muốn trong nhất chiêu dồn Diệp Thần vào chỗ chết, cho nên một chút cũng không nương tay. Cấp 8 đỉnh phong thì thế nào, đón đại gia ta một búa. Ngưu Lão Nhị quát giống như hồng trung, dữ dội một tiếng. 7-8 cấp cao thủ bình thường chẳng qua nghe được tiếng hống của Ngưu Lão Nhị, chỉ sợ là muốn khí huyết cuồn cuộn. Ngưu Lão Nhị chinh chiến xa trường nhiều năm, giết người như ngoáy, toàn thân lộ ra một cỗ khí sát khí. Diệp Thần cảm giác cỗ uy thế cường đại đập vào mặt, lúc này xoay người lùi về phía sau, sau lưng để cho Ngưu Lão Nhị chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Hắn vội vàng thúc giục phi đao trong đầu, cửu tinh trong cơ thể nhanh chóng xoay tròn, tất cả huyền khí hóa thành hỏa hệ huyền khí. Ali, động thủ! Diệp Thần hô. Đúng lúc này Ali phun ra một cái ngụm phương xương trắng, sương mù lộng đậm nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Trước mắt Ngưu Lão Nhị đột nhiên mù sương một mảnh, lòng giật mình, nhưng hắn kinh nghiệm phong phú, rất nhanh cảm giác khóa lại Diệp Thần một búa vùng sướng. Xương trắng của Ali đối phó với cấp 9 cao thủ hiệu quả có hạn, bất quá có thể để cho mề hoặc Ngưu Lão Nhị một chút là đủ. Hỏa hệ huyền khí trong cơ thể Diệp Thần dâng lên, thân thể lé một bên tránh một kích của Ngưu Lão Nhị, dữ dội quát một tiếng, xích vân phong thiên, ngọn lửa nóng bỏng quét ngang hoành kích trên người Ngưu Lão Nhị. Thình thịch, thân thể Ngưu Lão Nhị quơ quơ, hộ thể cương khí trên người thiếu chút nữa bị giải tán. Không nghĩ mình cự nhiên bị một cái tiểu tử 16-17 tuổi đánh một trường. Diệp Thần công kích lại là khơi dậy hung tính của Ngưu Lão Nhị, tiểu tử muốn chết. Ngưu Lão Nhị hét lớn một tiếng, lưu tinh chỉ quét ngoang tới. Diệp Thần vội vàng dùng hai tay đón đỡ, thình thịch một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần bị lệnh tới muốn bay rớt ra ngoài mấy trượng. Không được, cùng cấp 9 cao thủ vẫn là sai biệt nhiều. Thấy Ngưu Lão Nhị xông tới, hắn vừa phải động, lại là một vi viên lôi chống tử lém đi. Ngưu Lão Nhị thấy lại là ám khí kia giận dữ quát, vùng lưu tinh trụy ném tới, thình thịch địa phương lôi chấn tử ở cách Ngưu Lão Nhị 2 trượng lộ tung, mặt đất vùng bay loạn. Ngưu Lão Nhị chẳng qua là hơi bị ảnh hưởng một chút, lại sải vọt tới. Ngưu Lão Nhị này hung hãn không sợ chết, quả nhiên là một cái hung nhân. Chương 85 chiến thần. Xương trắng Ali càng phun càng nhiều, khuếch tán ra. Diệp Thần mượn xương trắng cùng với Ngưu Lão Nhị đánh du kích chiến. Mặc dù bị vây hoàn cảnh xấu, nhưng mà miễn cưỡng có thể kéo Ngưu Lão Nhị. Ngưu Lão Nhị này là một người khôn khéo, một bên đánh một bên hướng Diệp Chiến Thiên nhích tới gần. Diệp Thần thấy thế, vì không để cho Ngưu Lão Nhị suy giảm tới phụ thân, vậy vây chặt đi theo, gắt gao đem Ngưu Lão Nhị kéo lấy. Nhưng mà một mặt khác, Vân Dịch Quyền một trượng đem Diệp Mông đánh bay ra ngoài, giống như con diều hâu chụp vào Diệp Nhu. Đối phương có hai cái cấp 9 cao thủ, Diệp Gia Bảo hoàn toàn bị vây khốn hoàn cảnh xấu. Diệp Thần miễn cưỡng ứng phó được cấp 8 định phong cường giả, thì đối phó với cấp 9 cường giả thực lực kém rất nhiều. Nội tâm Diệp Thần lo lắng vạn phần. Qua 1-2 phút, Diệp Gia Bảo sợ rằng tử thương lớn hơn phân nửa. Thần Nhi cẩn thận! Thấy một cái lưu tinh chùy của Ngưu Lão Nhị quét tới phía Diệp Thần, Diệp Chiến Thiên dưới tình thế cấp bách giống lớn một tiếng, nhưng hắn bị thương quá nặng, vừa định giằng co bộ ngực buồn bực,
toàn thân giống như bể nát, lại ngồi trên mặt đất. Thấy lưu tinh chỉ của Lưu Lão Nhị vượt tới quét, không tránh khỏi, Diệp Thần vận huyền khí chống đỡ, thỉnh thịch nhất thanh hưởng muộn. Diệp Thần bị lưu tinh chủy của Ngưu Lão Nhị một kích đập trúng, ngã bay ra ngoài, huyền khí cơ thể tán loạn, ngũ tạng kịch chấn, người liền bị trọng thương. Diệp Thần miễn cưỡng đứng dậy, huyền khí của Ngưu Lão Nhị cường mãnh vô cùng, giống như man ngưu. Hôm nay Diệp Sa gia phụ các ngươi đều chết trong tay Ngưu Lão Nhị ta. Ngưu Lão Nhị hạ cuồng tiếu, vùng tay lưu tinh chỉ chiếu trên đầu Diệp Thần lệ xuống. Lưu tinh chủy lặng mấy trăm ngàn cân, cộng thêm lực đạo cấp 9 cao thủ, đủ đem cấp 8 cao thủ bình thường đập thành thịt nát. Xèo xèo, Ali trên bả vai Diệp Thần bộ lông dựng thẳng, tức giận ngó trưởng Ngưu Lão Nhị xông lại, một cái cổ hồn điện mãnh liệt hoành tạo ra ngoài. Diệp Thần nhìn lưu tinh chủy của Ngưu Lão Nhị dần tiến lại gần, chẳng lẽ phải chết chỗ này? Nếu như ta chết, Diệp sẽ bảo lúc này diệt tộc tuyệt đối không thể chuyện như vậy phát sinh. Trong con người Diệp Thần chợt tách ra một đạo thần quang, chân phải kẽ chật thoái phía sau, trong ánh mắt tiến vào bên trong cảnh giới lĩnh ngộ phía trước, huyền khí cơ thể phảng phất nhận lấy dẫn dắt, theo từng trận cộng minh đan điền cửu tinh xoay chuyển thật nhanh, huyền khí trong phi đào mãnh liệt ra, thiên địa trong lúc này phảng phất chỉ còn lại mình cùng Ngưu Lão Nhị phía trước. Trong ngũ hành mộc sinh hỏa, có mộc hỏa mới cường thịnh. Trong đầu Diệp Thần linh quang chợt lóe, tựa như có một cái tia hiểu. Mộc hệ cửu tinh khí toàn thân vận chuyển tới chủ bị, mộc hệ huyền khí liên tục không ngừng xông xa. Ngay sau đó trong nháy mắt toàn bộ vận chuyển thành hỏa hệ huyền khí. Hỏa hệ huyền khí so với lúc trước Diệp Thần ở Vân Gia Bảo thi triển Xích Vân Phong Thiên mạnh hơn mấy lần, đầu chỉ ít là mấy chục lần. Xích Vân Phong Thiên, Diệp Thần dữ dội quát một tiếng, một trường trào ra lửa cháy hừng hực. Ngưu Lão Nhị hủy vũ lưu tinh chủy muốn nện vào người Diệp Thần, hắn đột nhiên thấy ánh mắt của Bạch Hồ trên bảo vai Diệp Thần kia, tâm thần chấn nhiếp. Trong đầu thất thần ngắn ngủi, ở ngắn ngủi một cái chớp mắt, một cái cỗ lửa cháy nóng bỏng đập vào mặt, không tốt, lòng Lưu Lão Nhị kinh hãi, mà muốn biến chiều đã là không kịp. Oanh một tiếng lộ tung, một cỗ sóng nhiệt hoành tạo trong phạm vi mấy trượng, lưu tinh chủy trong tay Ngưu Lão Nhị bị sinh sôi đứt đoạn, trên ngực hắn bị đánh một trường, thân thể to lớn ngã bay trên không trung, hung hăng rơi trên mặt đất khoảng 7-8 trượng, một đường lăn xa dừng lại, trên người một mảng nám đen, trên y phục bốc ra một cái trận khói dày đặc, phát ra rên rỉ thống khổ, thanh âm càng ngày càng nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Bất kể nhân mã Vân Gia Bảo hay tộc nhân Diệp Gia Bảo khó có thể tin tưởng màn này. Ngưu Lão Nhị đây chính là cấp 9 cao thủ, cự nhiên bị Diệp Thần một trưởng đánh bay, mắt thấy sống không nổi. Lúc này tất cả mọi người khó lòng hình dung kiếp sợ, Diệp Thần mới là một hài tử 17 tuổi mà thôi. Nhân mã Vân Gia Bảo hồn mật đều tan, bọn họ tổng cộng có 2 cấp 9 cao thủ, bây giờ chết một cái, còn Dư Vân Dịch Huyền chưa hẳn là đối thủ của Diệp Thần. Cấp 9 cao thủ quyết ra thắng bại, bọn họ còn đánh cái gì? Diệp Gia Bảo đông đảo tộc nhân sau khi trải qua chấn ngạc, ngắn ngủi bộc phát tiếng hoan hô, đình tài nhức óc, bọn họ thấy được hy vọng sau sống sót. Một đám tinh thần đại chấn đem người Vân Gia Bảo để ép đi xuống chiếm cứ thượng phong. Sau khi đánh xích vân phong thiên, một mảnh đất đen, Diệp Thần nhắm mắt lại, lặng lặng đứng đó. Một cái xích vân phong thiên này tiêu hao hết huyền khí toàn thân hắn, trong đan điền rỗng tuếch, chỉ có phi đào trong đầu, huyền khí không ngừng xông xa, xung nhập đan điền, để cho thương thế của hắn lấy tốc độ nhanh chóng khôi phục. Lặng lặng nơi đan điền phảng phất có đồ vật gì âm ấp xu đổ. Diệp Thần đắm chìm ở cảnh giới vong ngã, Ali như hư thoát cục trên bảo vai Diệp Thần, phát tựa như cảm ứng trong cơ thể Diệp Thần có biến hóa, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Mọi người vẫn ra bảo ở sau khi Ngưu Lão Nhị bị giết đã mất đi ý chí chiến đấu. Một đám tộc nhân Diệp Thất Bảo vây kín liên tục bị giết. Vân Dịch Huyền sợ hãi nhìn Diệp Thần, lòng nổi lên một cái trận lạnh lẽo. Lúc này mới bao lâu thực lực Diệp Thần tăng lên nhanh như vậy, ngay cả Ngưu Lão Nhị cũng bị đánh chết tại chỗ. Diệp Thần trong mắt hắn so sánh với Tử Thần còn muốn cảm thấy kinh khủng hơn. 17 tuổi đánh bại cấp 9 sơ kỳ cường giả, ông trời ta ơi, Diệp Gia Bảo sao lại có nhân vật bậc này? Thiền muốn diệt Vân Gia Bảo ta. Vân Dịch Huyền tâm như cho tàn, đã quên mất đuổi giết một người Diệp Gia Bảo. Thấy Diệp Thần không có động tĩnh, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Diệp Thần này đánh chết Ngưu Lão Nhị khẳng định bị trọng thương, lúc này không giết hắn đợi khi nào? Lòng Vân Dịch Quyền dâng lên một cái tia hy vọng cuối cùng, thân thể bắn tới, hất tay phải xông về Diệp Thần, kinh khí thiên cương thủ nhanh chớp ngưng tụ trên tay phải. Vân Dịch Quyền càng tới gần, Diệp Thần một cách động tĩnh cũng không có. Thần Nhi cẩn thận, Thần Nhi, Diệp Thần ca. Tất cả mọi người xoay lại cứu viện Diệp Thần nhưng cũng không kịp, tốc độ của cấp 9 cao thủ bọn họ sao có thể kịp? Mắt thấy Diệp Thần sẽ bị chết dưới trường, đám người Diệp Chiến Long vô cùng lo lắng, chạy tới bọn họ mới nhận ra một cái tia hy vọng nhưng mà lại phát triển, đẩy bọn họ vào vực sâu tuyệt vọng.